Tôi cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 43 trên 67 bị cáo và kháng cáo của 4 cá nhân, tổ chức, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, trong đó có Thủ Đức Hào. Phiên tòa dự kiến từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 do thẩm phán Hoàng Thanh Dũng làm chủ tọa. Đại diện Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng được triệu tập với tư cách là bị hại trong vụ án. Trong số 43 bị cáo kháng cáo thì có Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và 9 bị cáo khác là cựu cán bộ công tác tại phòng nghiệp vụ của cục thuế cũng kháng cáo. Trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 54 tuổi, cựu phó cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo nội dung vụ án từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng đang trốn truy nã với vai trò là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, thông qua sản xuất sử dụng hàng giả hàng nhái hàng đã qua sử dụng, thực hiện việc mua bán hàng hóa lòng vòng, nâng giá lên nhiều lần, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty ma, thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các công ty như Thủ Đức Hầu, Sài Gòn Tây Nam Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do Dũng thành lập. Sau khi nhận được tiền từ các công ty Thủ Đức Hầu, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản của tổ chức cá nhân, rút toàn bộ 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh với cương vị là phó cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho thủ Đức House đối với 15 kỳ từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019 trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế. Bị cáo có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thủ Đức Hầu không áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế gây thất thoát cho nhà nước 331 tỷ đồng. Ngoài ra, ba bị cáo là Đào Thị Nga, cựu cán bộ tri cục thuế quận 1, Nguyễn Phương Nam, cựu cán bộ tri cục thuế quận 3 và Ngô Huỳnh Lũy, cựu cán bộ tri cục thuế quận 5, nhận hối lộ trên 7,3 tỷ đồng. Trong vụ án còn 7 cán bộ hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, cập nhật thông tin lên hệ thống để thông quan cho các lô hàng và không phát hiện được hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm. Mới đây Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư nhận thấy các ông Phạm Hoàng Anh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Doãn Hữu Long, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Đặng Gia Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, Ma Lê Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban dân vận Tỉnh ủy Bình Phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cá nhân này còn vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên. Theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng Mali Phước. Ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh về tội nhận hối lộ. Kết quả điều tra ban đầu C03 xác định, ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Hoàng Anh là lãnh đạo thứ ba của tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt trong tháng 3 do liên quan hậu pháo. Trước đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thanh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố tạm giam cũng với cáo buộc nhận hối lộ. Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố cuối tháng 2. Mới đây, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, thời gian qua vẫn đang truy tìm 3 người để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm. Đây là ba luật sư từng tham gia bào chữa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là vụ án được dư luận quan tâm và quen gọi theo tên của các bị cáo đặt cho nơi ở của mình là tỉnh thất Bồng Lai. Trước đó, thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về việc phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về ba luật sư Nguyễn Văn Miến 57 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, Đào Kim Lân 56 tuổi, ngụ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh và Đặng Đình Mạnh 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý kiểm tra xác minh tin báo và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần, nhưng ba luật sư này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Qua công tác xác minh công an phường nơi các đối tượng cư trú và thân nhân xác nhận, hiện ba luật sư trên không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ và không liên lạc được. Trong một diễn biến khác, mới đây Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Đặng Định Mạnh và Nguyễn Văn Miến vì nợ phí thành viên liên tục nhiều năm. Mới đây tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan các vi phạm của một số đảng viên tại đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Phúc, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, bộ chính trị ban bí thư nhận thấy các ông lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc đặng gia dũng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh đắk nông ma lê phước tỉnh ủy viên phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy bình phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống các cán bộ này cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lê Viết Chữ. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Mali Lê Phước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Trước đó, ông Lê Viết Chữ bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Phúc Sơn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh phúc và các đơn vị địa phương liên quan ngoài ông lê viết chữ nhiều cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo của tỉnh quảng ngãi đã bị bắt trong vụ án tập đoàn phúc sơn trong đó có ông đặng văn minh chủ tịch tỉnh và ông cao khoa cựu chủ tịch tỉnh cùng ba người là cựu phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương này đã bị bắt tạm giam ông đặng văn minh và ông cao khoa đều bị điều tra về nhận hối lộ và đã bị cơ quan có thẩm quyền khai trừ ra khỏi đảng